tại anh Lâm đang đưa ra cái phương án là móng đơn đó. Thế thì với cái địa chất thì mình phải tùy theo địa chất của từng vùng đúng không? Có thể là với mình tính ra cái tải trọng của từng cái đầu cua đấy, có thể là mình làm móng đơn hoặc là mình làm móng băng, móng bè hoặc móng cọc, thậm chí móng cọc thiếu đất yếu đúng không? Rồi mình hướng dẫn bạn một cái phương án móng băng nữa. Các bạn chọn nhà cho mình này, bạn filter này, xóa cái phần này đi nhá, xóa phần này đi. Rồi băng thì các bạn insert này, nút family cho mình. Ở đây có cái thư viện chung này, các bạn vào family móng này, các bạn chọn cho mình là đây family móng băng này, cân lệch này, quần này. Thì với cái công trình này các bạn nhìn cái mặt bằng ấy, bạn thấy là riêng cái trục A này là chúng ta phải bố trí móng băng lệch này, còn lại những chỗ khác là có thể bố trí móng băng cân hết này, móng băng cân này hoàn toàn là còn làm trong đất. Ok, thì với công trình này mình sơ bộ đây là có hai loại móng băng cân. Thì với những cái chỗ mà hai tầng này mình sẽ làm móng rộng khoảng 1 mét, những chỗ bên ngoài này móng khoảng rộng 800, tất cả cao 600. Cái này ví dụ thôi mà, thấy chưa, móng lệch 1 mét. Các bạn vào architect này, các bạn chọn beam cho mình, structure này, chọn beam này đó, thì chúng ta có cái family móng đây. Các bạn chọn cho mình family móng băng cân này. Rồi thì ở đây mình sơ bộ mình dùng cái bê móng đây là 1 mét, tức là cái cánh cái độ rộng của móng là 1 mét này, đây 1 mét nhá, cao 600 nhá, mỗi bên là cánh mỗi bên 350 này. Rồi tương tự thôi, các bạn chọn cho mình level móng ở đây, nhớ là bỏ Bali Slapping này, apply này. Thì trước khi vẽ vào đây các bạn để mà dễ, các bạn làm cho mình một cái đường này, rep len này, rep len này, tạo cho mình các cái rep len như này này. Đây tạo cho mình các cái rep len 500 như này đó, 500 và điểm này 400, 500 đây này, 500 500 đây, 500 đây, đi kép thoát lệnh này, kéo thằng này về đây. Từ đây ra 500 này, RP, rep len, RP, từ đây ra 500. Và điểm này ra là 400. Mình kéo về đây. Ok. Cái điểm này là 150 RP. Xác danh đời đất mà, là móng lạch 150 là cái cổ móng từ đây ra. Đó, sau đó các bạn ra lệnh cho mình là beam này, chọn level móng này, các bạn bắt điểm cho mình này, bắt điểm ở đây. Đó, thì mình được cái móng băng như vậy. Tương tự đây, nó có thể gióng được này. À, chỗ này chưa vẽ đúng không? Cứ bắt điểm đi.
Rồi, từ đây sang đây. Từ đây sang đây. Từ bên này sang bên này thì chúng ta sẽ dùng cái hệ móng băng là móng băng mình sẽ đắp liên kết một kiểu nữa. Móng băng cân rộng 800 đúng không? 800 ở đây thì các bạn giảm cho mình cái cánh móng đi thôi. Đây. 800 nhá, cánh móng này các bạn giảm cho mình xuống 250 thay vì 350. Ok. Các bạn bắt điểm này. Kéo vào đây. Rồi. Móng băng mét 2. Mình rename lại cái này nhá cho nó nhầm nhá. Chỗ này móng băng lệch đúng không ạ? Móng băng lệch này. Cái chiều cao của móng H này, chiều cao móng là H. Các bạn để cho mình là H ở đây là 600. H là 600. Rồi bắt từ cột này sang cột này. Đó. Thì các bạn sẽ có cái hệ móng băng như này. Các bạn có thể vào cái mặt lép này. Các bạn quét chọn các đối tượng như này cho mình. Quét chọn cái phần móng này thôi. Từ cái cốt móng này xuống này. Rồi các bạn chọn cho mình cái kính này. Isolate element. Rồi. Bây giờ mình phải xử lý một chút nữa. Bây giờ đang chưa giao nhau thì các bạn kéo cho nó giao nhau cho mình. Kéo cho giao nhau. Kéo vào đây. Kéo đến tim mình là được. Rồi các bạn làm cho mình cái động tác như sau này. Các bạn nhấn vào roi và chọn là mantis roi. Rồi chúng ta thống nhất là chọn cái thằng phương đứng ở trước, sau đó quét các thằng phương ngang. Chọn phương đứng này, quét thằng phương ngang. Rồi, phát lệnh này, xong rồi làm lại này, roi này. Chọn này. Phát lệnh, đó. Roi này, chọn này. Quét này, ok. Mình sẽ được cái hệ móng băng như này. Bây giờ nó bị thừa những cái phần như này. Thì các bạn sẽ làm cái động tác như vừa nãy mình bảo đấy. By face. Rồi. Mình muốn đục theo cái mặt phẳng này. Thì các bạn chọn này. Pick line này. Chọn phần này. Chọn phần này. Mình sẽ đục cái phần thừa đi. Đây nó có cái mặt phẳng dưới này không? Chọn đây. Chọn đây, TR. Đó, thì các bạn sẽ được cái điểm, cái phần reo ok như này. Tương tự ở đây,
cái này nó hơi mất cái thời gian nó chỉnh một chút như này, hơi mất thời gian chỉnh sửa một chút như này rồi. À, như chỗ này các bạn làm tương tự thôi, thì chúng ta sẽ có cái hệ móng băng bài phẩy. Chọn đến đâu thì cái mặt phẳng nó sáng đấy. Đây rồi, nhớ chọn mặt trên nhé, không nó sẽ bị mất cái bê tông lót ở dưới của cái đoạn này. Tương tự hai cạnh này nữa. Đó thì đấy là cái cách để chúng ta, các bạn quay về cái HR này, chọn HR hoặc là các bạn chọn như này, chọn reset này thì nó sẽ quay lại cái 3D ban đầu. Đấy thì là cái cách để chúng ta lập cái mặt bằng kết cấu, à mặt cái lập cái mô hình kết cấu móng băng.